Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vương triều nhà Tống, một trong những vương triều thịnh đại nhất về văn hóa và kinh tế, nhưng lại bị coi là vương triều thảm bại nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Với những thất bại nặng nề tại chiến trường cùng nỗi nhục Tĩnh Khang 1127. Triều đại nhà Tống là một triều đại lớn trong lịch sử phong kiến Trung Quốc, tồn tại 319 năm từ năm 960 khi Tống Thái Tổ Triệu Khuông dẫn khai quốc, đến năm 1279 thì vong quốc dưới thời vua Triệu Bính bởi đại đế chế Mông Cổ. Đại Tống được chia làm hai giai đoạn riêng biệt. Nhà Bắc Tống 960 đến 1127 là giai đoạn khi thủ đô của nhà Tống đóng tại thành Biện Kinh, Khai Phong ở miền Bắc nên gọi là Bắc Tống. Tống triều lúc này kiểm soát toàn bộ Trung Nguyên. Nhà Nam Tống 1127 đến 1279 là để chỉ khoảng thời gian khi Bắc Tống đã mất quyền kiểm soát phía Bắc cho người nữ chân Đại Kim. Trong thời gian này, triều đình nhà Tống rút về phía nam sông Trường Giang và lập kinh đô ở Lâm An, nay là Hàng Châu, nên được gọi là Nam Tống. Tống Thái Tổ khai quốc Đại Tống là Triệu Khuông Dẫn. Ông vốn là quan dưới thời nhà Hậu Chu với chức vụ Điện Tiền Đô Điểm Kiểm, tức thống lĩnh cấm vệ quân. Triệu Khuông Dẫn là thân tín của vua Hậu Chu Thế Tông đương thời. Sau khi Hậu Chu Thế Tông qua đời năm 959, cung đế lên kế vị ngai vàng nhà Hậu Chu khi còn nhỏ. Chính vì vậy, Triệu Khuông Dẫn có thời cơ lập nên đại nghiệp. Đến mùa xuân năm 960, phe cánh của Triệu Khuông Dẫn phao tin quân Liêu phá vỡ biên thủy, tràn xuống Hậu Châu. Vua Hậu Chu cùng quan lại thất kinh, liền lệnh Triệu Khuông Dẫn nắm đại quân đi kháng địch. Nhận được lệnh, Triệu Khuông Dẫn kéo quân khỏi kinh thành, đến đóng tại Trần Kiều Dịch. Đến tối hôm đó, vào mùng 3 tháng Giêng, Tết Canh Thân 960, quân lính khoác áo hoàng bào cho Triệu Khuông Dẫn và hô to vạn tuế, cùng quay lại kinh thành. Vua quan nhà Hậu Chu thấy sự đã vậy, lại không có thực quyền, không thể làm khác, đều phải thừa nhận Triệu Khuông Dẫn. Vua cung đế tốn vị, khép lại nhà Hậu Chu. Triệu Khuông Dẫn lên ngôi, tức Tống Thái Tổ, lấy quốc hiệu là Đại Tống. Bởi lẽ trước khi vào triều Hậu Chu, ông làm tiết độ sứ tại Quý Đức, trú tại Tống Châu, đất Tống thời Xuân Thu chiến quốc xưa, nên Triệu Khuông Dẫn định quốc hiệu của mình là Đại Tống, đặt kinh đô tại thành Biện Kinh, Khai Phong. Sau khi lên ngôi, Tống Thái Tổ liên tiếp bình định các cuộc nổi loạn trong nước, đồng thời tiến hành thu lại quyền lực từ các vị tướng nắm giữ trọng binh trong triều đình cùng các võ tướng địa phương. Nắm hết binh quyền về tay Trung ương và phân bổ các quan văn nắm giữ chức vị cao trong quân đội. Sau khi củng cố vững chắc chính quyền của mình, Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dẫn bắt đầu sự nghiệp thống nhất Trung Quốc, thảo phạt các thế lực cát cứ ngũ đại thập quốc. Để thực hiện mục tiêu, Tống Thái Tổ thi hành chính sách Tiên Nam Hậu Bắc, tức là đánh chiếm các nước phía Nam nơi có nguồn kinh tế dồi dào trước để củng cố quân lực Đại Tống, sau đó mới tiến lên Bắc phạt các thế lực phía Bắc. Từ đó, Tống tiêu diệt dễ dàng các thế lực quân phiệt phía Nam. Nhà Tống chinh phục lần lượt các nước Kinh Nam năm 963, Hậu Thục năm 965, Nam Hán năm 971 và cuối cùng là Nam Đường năm 976. Tại phía Nam, duy chỉ có Tĩnh Hải quân, tên gọi từ nước ta thời kỳ bị đô hộ, từ năm 905 đã thoát khỏi ách đô hộ và phát triển hùng mạnh thành nước Đại Cù Việt của người Việt, do vua Đinh Bộ Lĩnh đứng đầu là nhà Tống chưa dám đụng đến. Vì vậy, sau khi cơ bản thực hiện được kế hoạch chinh phạt phía Nam củng cố quốc lực, nhà Tống đưa quân lên khai chiến với các thế lực quân phiệt ở phía Bắc là Bắc Hán và Đại Liêu. Năm 976, Tống tiến quân Bắc phạt. Tuy nhiên, Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dẫn đột ngột qua đời ngay trong chiến dịch. Quân Tống rút lui, tạm thời không tiến hành Bắc phạt nữa. Sau khi Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dẫn qua đời, em ông Triệu Quang Nghĩa kế vị, hiệu là Tống Thái Tông. Về con đường lên ngôi của Tống Thái Tông Triệu Quang Nghĩa có nhiều thuyết âm mưu cho rằng ông đã ám hại anh trai để giành lấy ngôi báu. Bằng chứng cho những phán đoán này là ngày 13 tháng 11 năm 976,
Tống Thái Tổ Triệu Khuồng Dẫn truyền em trai Triệu Quang Nghĩa vào cùng uống rượu. Đến tối, Quang Nghĩa ra về. Sáng hôm sau thì Hoàng đế Khải Quốc nhà Tống Triệu Khuồng Dẫn qua đời ở tuổi 49. Tuy nhiên, cuối cùng Triệu Quang Nghĩa vẫn lên ngôi và ổn định tình hình. Sau khi củng cố chính quyền, Tống Thái Tông Triệu Quang Nghĩa hoàn thành thống nhất Trung Quốc khi thống tính Thanh Nguyên Quân và Ngô Việt, đồng thời tiếp tục thực hiện công cuộc Bắc phạt còn dang dở. 3 năm sau khi dừng lại, Tống Thái Tông cho quân tiến đánh phía Bắc, đẩy lùi quân Chi Viện Đại Liêu và công hạ thành công thủ phủ Thái Nguyên của nhà Bắc Hán. Cũng trong chiến dịch chinh phạt Bắc Hán, Tống Thái Tông Triệu Quang Nghĩa thu phục được tiết độ sứ Kiến Hùng Quân Dương Kế Nghiệp của Bắc Hán, phong Dương Kế Nghiệp làm nguyên soái trấn thủ Biên Thùy với Đại Liêu. Ông chính là vị tướng Dương gia đời thứ nhất của gia tộc Dương gia tướng nổi tiếng trong lịch sử cũng như trong văn học nghệ thuật Trung Quốc. Quay lại với Tống Thái Tông, sau khi tiêu diệt Bắc Hán đến tháng 5 năm 979, bất chấp can ngăn từ các quan trong triều, Tống Thái Tông tự mình thân chinh, thừa thế thắng đưa quân tràn lên đánh Đại Liêu. Ban đầu, quân Tống thu phục được Dịch Châu, Trác Châu tại Hà Bắc và tiến đến vây thành Yên Kinh của Đại Liêu. Tại đây, hai bên Tống Liêu triển khai kích chiến bên bờ sông Cao Lương. Tống Thái Tông thân chinh đốc quân Tống, nhưng sau đó bị trúng tên, quân Tống buộc phải chiết thoái về phía Nam. Trên đường rút lui, ngựa của Tống Thái Tông Triệu Quang Nghĩa bị sa lầy, lại đang bị trúng tên. Vị vua thứ hai của triều Tống suýt bỏ mạng, phải may mắn lắm mới trở về kinh đô Biện Kinh. Cũng trong năm 979 đó, tại Đại Việt xảy ra biến cố lớn, vua Đinh Bộ Lĩnh cùng con cả Đinh Liễn bị sát hại. Nhân cơ hội này, Hầu Nhân Bảo, quan trấn thủ Ung Châu sát biên giới Đại Cồ Việt, dâng tấu khuyên Tống Thái Tông đưa quân đánh Đại Cồ Việt. Sang năm 981, sau khi chỉnh đốn binh sĩ, Tống Thái Tông sai Hầu Nhân Bảo đem 4 vạn quân xuống xâm chiếm Đại Cồ Việt. Song chiến dịch này của nhà Tống cũng thất bại khi thập đạo tướng quân Lê Hoàn được tôn lên làm vua, lãnh đạo quân dân Đại Cồ Việt đập tan quân Tống xâm lược. Trong chiến dịch này, Hầu Nhân Bảo cũng bỏ mạng tại Đại Cồ Việt. Sang năm 986, nhân cơ hội nhà Liêu có vua nhỏ mới lên ngôi, Tống Thái Tông Triệu Quang Nghĩa lại muốn bắc phạt. Vua Tống điều 5 vị đại tướng là Phan Mỹ, Dương Nghiệp, Điền Trọng Tiến, Tào Bân và Thôi Ngạn dẫn 20 vạn quân chia làm 3 lộ, Tây, Trung, Đông tiến hành bắc phạt lần thứ hai. Rút kinh nghiệm từ chiến bại lần trước, Tống Thái Tông dặn các chư tướng đưa quân tiến từ từ, đi đến đâu chắc đến đó, đợi khi quân tiếp viện của Liêu đến thì phục kích, tiêu diệt. Tuy nhiên, khi được thực hiện chiến dịch, nội bộ quân Tống có sự đố kỵ, chia rẽ, các tướng tranh giành công trạng, dẫn đến việc tiến quân không đều giữa các cánh quân. Trong khi Tây quân và Trung quân tiến quân quá nhanh, đánh sâu vào đất Liêu thì cánh Đông quân, cánh quân chủ lực bị kẹt lại phía sau do gặp sự kháng cự mạnh mẽ của quân Liêu. Thừa thế phản kích, quân Liêu cắt đường lương của Tây quân và Trung quân. Tống Thái Tông vội ra chiếu chỉ rút quân. Nhưng đã quá muộn, quân Tống đại bại trước vó ngựa Đại Liêu. Từ nay trở về sau, quân Tống không còn dám quay trở lại Mạc Bắc nữa. Quốc lực nhà Tống suy giảm nghiêm trọng sau những thất bại. Tại phía Tây, người Đảng Hạ nổi lên thành thế lực lớn, đối kháng nhà Tống. Quân Tống lại tiếp tục nhiều lần thất bại trước người Đảng Hạ trong các chiến dịch Tam Xuyên Khẩu, Hảo Thủy Xuyên, Định Xuyên Trại, buộc phải nhị hòa và sau này công nhận nước Tây Hạ của người Đảng Hạ. Trong khi chiến bại rất nhiều tại Biên Thủy, thì tại Hậu Cứ, nhà Tống cũng không yên. Năm 993, khởi nghĩa tại Tứ Xuyên bùng phát. Tống Thái Tông Triệu Quang Nghĩa phải mất 3 năm, đến năm 996 thì mới dập tắt được cuộc khởi nghĩa này. Về phần Tống Thái Tông Triệu Quang Nghĩa, mặc dù chiến bại liên tiếp nhưng cá nhân vị vua thứ hai của nhà Tống này là người phong nhã, yêu thơ phú, trọng văn hóa. Vì vậy, văn hóa, nghệ thuật, kinh tế của nhà Tống rất được chú trọng. Có thể nói, trong 20 năm cai trị của Tống Thái Tông Triệu Quang Nghĩa đã phản ánh khái quát bộ mặt của cả một triều đại Tống hơn 300 năm. Đó là sự thịnh vượng về kinh tế,
văn hóa, nhưng lại thảm hại trong chiến tranh, khác hẳn với những triều đại phong kiến Trung Quốc khác. Quả thật là một triều đại kỳ lạ. Tống Thái Tông Triệu Quang Nghĩa qua đời vào năm 997, để lại ngôi cho con trai Triệu Đức Xương, tức Tống Chân Tông. Việc kế vị này cũng là một cột mốc quan trọng của nhà Tống, bởi lẽ Tống Thái Tông Triệu Quang Nghĩa đã phá bỏ di mệnh của Đỗ Thái Hậu, mẹ của hai anh em Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dẫn và Tống Thái Tông Triệu Quang Nghĩa. Theo di chiếu của Đỗ Thái Hậu, sau khi Thái Tổ Khuông Dẫn mất, ngôi vị sẽ để lại cho em là Quang Nghĩa, tức Tống Thái Tông. Đến khi Thái Tông mất thì phải nhường ngôi cho em thứ ba là Đỉnh Mỹ, rồi sau đó trở lại lượt con của Thái Tổ Khuông Dẫn. Tuy nhiên, Thái Tông Quang Nghĩa sau khi lên ngôi lại có ý để ngôi lại cho con mình, nên đã tìm cách giáng chức của Đỉnh Mỹ khiến ông này uất ức mà chết. Sau đó lại ép con trưởng của Thái Tổ là Đức Chiêu phải tự sát, rồi đến người con thứ là Đức Vương cũng đột nhiên qua đời. Sau khi thanh toán xong các mối lo, Tống Thái Tông Triệu Quang Nghĩa có ý lập con trưởng là Nguyên Tá làm thái tử. Nhưng Nguyên Tá vốn thân với Đỉnh Mỹ, nên khi Đỉnh Mỹ bị bức ép, Nguyên Tá tỏ lòng bất mãn với vua cha Thái Tông. Sau này, Nguyên Tá cũng phát điên rồi giáng làm thứ dân. Đến năm 995, Tống Thái Tông lập con trai Triệu Đức Xương làm thái tử, đổi tên thành Triệu Hằng, tức Tống Chân Tông. Tháng 3 năm 997, Tống Thái Tông Triệu Quang Nghĩa lâm bệnh qua đời. Nhân cơ hội này, bọn gian quan trong triều cùng Hoàng hậu Lý Thị tính phế thái tử, đón Nguyên Tá đang bị điên trở về cung làm vua. Nhưng âm mưu này không thành khi bị tể tướng đương triều là Lã Đoàn ngăn cản. Lã Đoàn sai thị vệ đón thái tử vào cung và tôn lên ngôi ngay sau đó, hiệu là Tống Chân Tông. Sau một loạt các cuộc biến loạn cung đình, đấu đá nội bộ cùng sự thất thế của Đại Tống với Đại Liêu và Tây Hạ ở phía Bắc, đến đời Tống Chân Tông, ông chủ trương tiết kiệm, quan tâm đến triều chính, xã hội nhờ có đó được ổn định. Về tình hình bên ngoài, năm 1004, quân Kết Đan Đại Liêu tấn công triều Tống, đánh đến tận căn cứ Thiền Uyên, cửa gõ kinh đô Biển Kinh. Tống Chân Tông được sự khuyến khích của tể tướng Khấu Chuẩn, đích thân sang bờ Bắc Hoàng Hà đốc quân. Do vậy, quân Tống có thêm tinh thần và đánh bại người Khiết Đan. Sau trận đó, hai nước ký bản hiệp ước Thiền Uyên. Tống được xưng là anh nhưng phải nộp tiền và lụa hàng năm cho Liêu. Từ đó, hai nước không động can qua trong hơn 100 năm. Sau hòa ước Thiền Uyên, Tống Chân Tông mở mắt. Ông cách chức tể tướng Khấu Chuẩn, trọng dụng gian thần Vương Khâm Nhược và dần sa vào mê tín, khiến cho đời sống nhân dân cơ cực, tài chính thất thoát, nhà Tống bắt đầu hủ bại. Trong cung, Tống Chân Tông và hoàng hậu của mình là Lưu Hoàng hậu không có hoàng tử. Mãi đến sau này, Tống Chân Tông mới có con với thị nữ của hoàng hậu, đặt tên là Triệu Thủ Ích, giao cho Lưu Hoàng hậu và Dương Thục Phi nuôi dưỡng. Năm 1018, Chân Tông lập con trai độc nhất của mình là Triệu Thừa Ích làm thái tử, đổi tên thành Triệu Trinh. Đến năm 1022, Tống Chân Tông băng hà, Triệu Trinh lên ngôi khi còn nhỏ, tức Tống Nhân Tông. Tống Nhân Tông còn nhỏ nên Lưu Thái Hậu được quản lý quốc sự, khởi đầu cho 11 năm buông rèm nhiếp chính của vị thái hậu này. Chính vì vậy, mặc dù trị vì từ năm 1022 đến năm 1063, hơn 41 năm, nhưng trong 11 năm đầu, Tống Nhân Tông luôn phải nằm dưới cái bóng của Lưu Thái Hậu. Phải sau khi Lưu Thái Hậu qua đời, Tống Nhân Tông mới thực sự nắm quyền lực. Thời đại của Tống Nhân Tông được ca ngợi là thịnh thế nhất Đại Tống. Ông tiếp tục thi hành chính sách trọng văn khinh võ. Kinh tế, văn hóa, xã hội của Đại Tống được phát triển mạnh mẽ. Dưới thời Tống Nhân Tông xuất hiện hàng loạt các đại thần có thực lực và lòng trung thành, hết lòng phò tá nhà vua như Phạm Trọng Yêm, Phú Bật, Hàn Kỳ hay Bao Trừng. Ngoài những điểm tốt, Tống Nhân Tông bị phê phán là một vị vua nhu nhược, không có chí làm vua bởi đường lối chính trị khoan hòa quá mức của ông.
Về đối ngoại, trong thời Tống Nhân Tông ở phía Tây Bắc, người Đảng Hạng ngày càng lớn mạnh. Đến năm 1038, thủ lĩnh Lý Nguyên Hạo tự xưng là Hoàng đế Tây Hạ và phát động chiến tranh với Tống. Nhà Tống lại phải nộp tiền triều cống hàng năm cho Tây Hạ để cầu bình yên. Ở phía Đông Bắc, năm 1042, Đại Liêu lại dự định hưng binh Nam Hạ, buộc Tống phải tiếp tục cầu hòa và tăng tiền cống tiến hàng năm lên thêm 20 vạn, sử gọi là Trọng Hy Tăng Tệ. Sau khi tình hình ở phía Bắc tạm thời được ổn định, thì ở phía Nam, triều Tống lại phải thường xuyên thương lượng các lợi ích với hai thế lực lớn mạnh lúc bấy giờ là Đại Lý và Đại Việt. Nhưng khổ sở nhất là nhà Tống phải chống lại cuộc nổi dậy của Nùng Chí Cao ở Quảng Tây. Nùng Chí Cao lập ra nước Đại Nam đánh phá khắp nơi. Cuối cùng, Đại Tống phải nhờ Đại Lý mới dẹp được Nùng Chí Cao. Nhà Tống ngày càng đổ nát từ đó. Mặc dù nền kinh tế văn hóa phát triển được mệnh danh là Phú Tống, nhưng những cuộc chiến tranh liên miên cùng những khoản cống nạp cho khắp các nước xung quanh khiến ngân khố triều đình ngày càng kiệt quệ. Tống Nhân Tông cũng mang tiếng trong lịch sử Trung Quốc là một vị hoàng đế háo sắc. Mặc dù không ngớt nạp thêm mỹ nhân vào cung, nhưng Nhân Tông lại không có một người con trai nào sống sót để truyền ngôi vị. Năm 1063, Tống Nhân Tông qua đời, thọ 54 tuổi. Theo Tống Sử, sau khi Nhân Tông qua đời, cả thành Biện Kinh kêu gào than khóc nhiều ngày không dứt. Những người thất thực và đám trẻ đốt tiền giấy và khóc trước đại nội. Lạ lùng là ngay cả hoàng đế Khiết Đan khi đó cũng thương tiếc về sự qua đời của ông. Sau khi qua đời, người cháu gọi Tống Nhân Tông bằng chú là Triệu Thực được tôn làm vua, tức Tống Anh Tông. Tống Anh Tông trị vì nhà Tống 4 năm từ năm 1063 đến năm 1067. Tuy chỉ trị vì trong thời gian ngắn ngủi, nhưng Tống Anh Tông đã lập được nhiều thành tích đáng kể cho vương triều khi ổn định chính sự trong nước, phát động biên soạn Hồng Giám và bên ngoài hòa hòa với Tây Hạ. Về tình hình chính sự, trong thời gian đầu trị vì của ông, quyền lực trong triều nằm trong tay Tào Thái Hậu. Mãi đến năm 1064, anh Tông mới đích thân chấp chính. Tháng Giêng năm 1067, anh Tông qua đời. Ngôi hoàng đế được truyền cho hoàng tử trưởng của Tống Anh Tông là Dĩ Vương Triệu Húc, tức Tống Thần Tông. Tống Thần Tông ở ngôi Đại Tống từ năm 1067 đến năm 1085, tổng hơn 18 năm. Tống Thần Tông là một vị quân vương có chí hưng đất nước. Không lâu sau khi lên ngôi, ông theo đề nghị của Tể tướng Vương An Thạch quyết định thực hiện tân pháp, cải cách trên nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, quân sự. Tuy vậy, công cuộc cải cách không thu được hiệu quả như mong muốn do sự cản trở của phe bảo thủ và sự mâu thuẫn ngay trong nội bộ phe Tân Pháp dẫn đến Vương An Thạch bị bãi chức và những chính sách mới lần lượt bị thủ tiêu, Đại Tống ngày càng đổ nát. Về phương diện đối ngoại, sau khi biến Pháp cải cách, nhà Tống tiến hành các cuộc chiến tranh với Đại Việt và Tây Hạ để mở rộng lãnh thổ, song đều bị thất bại nặng nề. Thế nước tiếp tục xuống dốc. Đặc biệt là cuộc chiến tranh Tống Việt năm 1075 đến năm 1077 được đánh giá là cuộc chiến tranh quy mô lớn và khốc liệt nhất vùng Đông Á trong thế kỷ thứ 11. Trong giai đoạn đầu, Thái úy Đại Việt Lý Thường Kiệt biết được âm mưu quân Tống, đã chủ động đưa quân Đại Việt đánh Tống trong chiến dịch 1075-1076. Liên tiếp hạ Khâm Châu, Điềm Châu, Bạch Châu và Ung Châu, thu về Quảng Tây. Đến giai đoạn sau, quân Lý rút chủ lực về phòng thủ trên bờ Như Nguyệt, chống lại đại quân Tống trong năm 1076 đến năm 1077 và cuối cùng đánh bại được quân Tống, buộc quân Tống phải tháo chạy khỏi lãnh thổ Đại Việt. Sau thất bại tại Đại Việt năm 1081, nhân cơ hội nội bộ Tây Hạ mâu thuẫn, quân Tống tiến đánh Tây Hạ. Đến năm 1082 thì lại đại bại tại thành Vĩnh Lạc. Đại Tống lại phải xin nhị hòa với Tây Hạ. Sau hai thất bại trong chiến dịch đánh Đại Việt và Tây Hạ, sức khỏe của Tống Thần Tông suy kém dần. Tháng 2 năm 1085, Thần Tông lâm bệnh nặng.
Quần thần tâu xin lập thái tử và xin cho Cao Thái Hậu nhiếp chính. Tống Thần Tông chuẩn y. Tháng 3, Cao Thái Hậu lên triều, tuyên bố chỉ dụ lập Diên An quận vương làm hoàng thái tử, đổi tên là Triệu Hú. Ngay sau đó, Tống Thần Tông qua đời, ngôi hoàng đế được truyền cho người con trai mới 9 tuổi là Triệu Hú, tức Tống Chiết Tông. Tống Chiết Tông Triệu Hú là vị hoàng đế thứ 7 của vương triều Bắc Tống trong lịch sử Trung Quốc, ở ngôi từ năm 1085 đến năm 1100, tổng 15 năm. Năm 1085, Tống Thần Tông qua đời, Triệu Hú khi đó mới 9 tuổi lập làm hoàng đế. Do Chiết Tông còn nhỏ, quyền hành trong triều nằm trong tay Cao Hoàng Thái Hậu. Đến năm 1093, Hoàng Thái Hậu qua đời, Chiết Tông đích thân chấp chính. Trong thời gian vị vì của mình, Chiết Tông tiếp tục phải đối phó với Tây Hạ và Đại Liêu. Tuy vậy, quân Tống rốt cuộc cũng chiến thắng được Tây Hạ, thanh thế Đại Tống được khôi phục. Cũng vì thế mà Liêu phải nể sợ và Tây Hạ thần phục, chịu bỏ các khoản cống nạp hàng năm của Đại Tống và dần dần bỏ ý định xâm lược Trung Nguyên. Đồng thời, Tống Chiết Tông cũng loại bỏ các thế lực bảo thủ, trọng dụng các đại thần thuộc phe cải cách, thực hiện lại biến pháp của Vương An Thạch thời Tống Thần Tông. Năm 1100, Tống Chiết Tông qua đời mà không có con nối dõi, ngôi vị được trao lại cho em trai ruột của Chiết Tông là Triệu Cát, tức Tống Huy Tông. Tống Huy Tông là hoàng đế thứ 8 của triều đại Bắc Tống trong lịch sử Trung Quốc. Ông trị vì nhà Tống từ năm 1100 đến năm 1125 và trở thành thượng hoàng từ năm 1125 đến khi sự kiện Tĩnh Khang xảy ra vào năm 1127. Tống Huy Tông được hậu thế biết đến như một vị hoàng đế chuyên về văn hóa nghệ thuật rất nổi tiếng, một tài tử phong lưu và một nhà thơ, nhà thư pháp, họa sĩ và nhạc công xuất sắc. Tuy nhiên, ông không phải là một vị vua giỏi. Thời kỳ trị vì của Huy Tông đánh dấu một dấu mốc nhục nhã của nhà Tống. Không hứng thú với triều chính, Tống Huy Tông sinh hoạt xa xỉ mê say, ưa vào thanh lâu, tìm lời mê tín. Năm Trọng Hòa thứ nhất, 1118, sông Hoàng Hà gây lụt, bốn lộ Hà Bắc, Kinh Đông chịu thủy tai, lưu dân mất nhà cửa, không thể mưu sinh. Khởi nghĩa dân chúng nổi lên khắp nơi, trong đó có Tống Giang tại Lương Sơn. Đây cũng là bối cảnh của tiểu thuyết Thủy Hử nổi tiếng. Tuy nhiên, trong lịch sử Tống Giang, nhân vật đứng đầu trong Thủy Hử lại rất khác. Đúng là Tống Giang lập trại nổi dậy tại Lương Sơn. Tuy nhiên, Tống Giang được đề cập trong Tống Sử với chi tiết là Chi Châu Trường Thúc Dạ đem quân đánh Lương Sơn của Tống Giang. Tống Giang trúng kế, viên tướng tài ba của Tống Giang là Lư Tuấn Nghĩa bị Trường Thúc Dạ bắt. Tống Giang lui vào cố thủ Lương Sơn không ra. Trường Thúc Dạ vừa đánh vừa chiêu hàng. Cuối cùng, Tống Giang chấp nhận quy hàng và làm Sở Châu An Phủ Sứ cho triều đình. Không có gì giống như được đề cập trong tiểu thuyết Thủy Hử. Tuy nhiên, nhân vật Phương Lạp thì lại hoàn toàn trái ngược hoàn toàn với Tống Giang trong Thủy Hử. Cũng trong năm đó, năm 1120, Phương Lạp nổi dậy khởi nghĩa tại đất Thanh Khê, Chiết Giang. Nguyên do cũng vì dân chúng tại Giang Nam quá khổ cực. Tại Giang Nam, để đáy lòng Tống Huy Tông hàm thích những cây cỏ lạ, đá quý, hoạn quan đồng quán sai thủ hạ thành lập Ứng Phụng Cục, chuyên đi tìm kiếm, cướp bóc những thứ quý lạ trong dân gian từ Giang Nam và huy động hàng ngàn khu làm việc, chuyên trở về Biện Kinh dâng vua. Đội quân Chu Miễn đã gây ra nhiều cảnh cướp bóc tàn bạo, khiến dân Giang Nam rất oán hận. Đến năm 1120, tại Giang Nam nổ ra cuộc khởi nghĩa Phường Lạp. Phường Lạp nhanh chóng phát triển lực lượng, thành lập chính quyền nông dân tại 6 châu, 52 huyện thuộc 4 tỉnh Giang Tô, Chiết Giang, An Huy và Giang Tây hiện nay. Thấy vậy, Tống Huy Tông vội hạ lệnh bãi bỏ việc tìm của lạ để bớt sự bất bình của dân chúng, rồi cử hoạn quan đồng quán làm tuyên phủ sứ Giang, Chiết, Hoài Nam, lãnh trách nhiệm tổng chỉ huy cùng Đàm Trinh cầm 15 vạn cấm quân cùng quân từ các vùng Tần, Tấn, Phiên, Hán đi đánh Phương Lạp. Sau nhiều tháng giáp chiến, đến tháng 4 năm 1121, Phương Lạp thua trận cuối cùng, 7 vạn quân bị giết. Quân Tống đánh đến Động Bang Nguyên bắt sống Phương Lạp cùng vợ,
hai con trai và các thuộc hạ, cả thảy còn được 52 người. Tuy nhiên, khởi nghĩa vẫn tiếp tục sau khi Phương Lạp bị giết. Các hạ thủ Phương Lạp ở khắp nơi vẫn tiếp tục chống lại triều đình, khiến các tướng nhà Tống phải đánh dẹp mãi đến tháng 3 năm 1122 mới hoàn thành. Sau khi lực lượng Phương Lạp bị dẹp, Tống Huy Tông lại phát bệnh bắt dân tìm hoa thơm của lạ như trước. Tống Huy Tông lại càng ít quản triều chính, chính vụ đều giao cho nhóm gian thần. Sử gọi đó là lục tặc, lũng đoạn triều cương. Không chỉ nội tình hỗn loạn mà tại biên thủy, Bắc Tống phải đối mặt với hiểm họa mà Tống Huy Tông không hề nghĩ tới. Tại phía Bắc, người nữ chân nổi lên lập ra nước Kim chống lại người Khiết Đan Đại Liêu. Năm 1116, Tống Huy Tông thấy vậy liền cho người đến Kim để bàn kế Tống Kim liên minh diệt Đại Liêu. Sau đó chia đôi thiên hạ, đồng thời nhà Tống sẽ lại cống nạp cho nhà Kim như đã từng cống nạp cho Đại Liêu. Hai bên đạt được giao ước. Tuy nhiên, sau khi quân Kim diệt được Đại Liêu, liền ngay lập tức xua quân xuống cướp phá các vùng nhà Tống đang đóng giữ. Quân Tống đại bại. Đến năm Tuyên Hòa thứ 7, 1125, quân Kim lại tiến xuống đánh các châu phía bắc của Tống. Tống Huy Tông kinh sợ liền truyền ngôi cho con là Triệu Hoàn, tức Tống Khâm Tông, để khỏi mang tiếng vị vua mạt quốc. Tống Huy Tông vì thế trở thành Thượng Hoàng. Sang năm Tĩnh Khang thứ nhất, 1126, quân Kim lại tiến xuống đánh Bắc Tống lần thứ hai. Lần này, Đại Kim chia binh làm hai đường, đánh thẳng kinh đô Biện Kinh của Tống. Biện Kinh cố thủ trong nhiều tháng, đến ngày 9 tháng 1 năm 1127, niên hiệu Tĩnh Khang năm thứ hai, quân Kim phá được thành Biện Kinh, bắt sống Tống Huy Tông và Tống Khâm Tông. Hoàng thất quan lại vài nghìn người của Bắc Tống bị quân Kim bắt về phía Bắc làm nô lệ. Sự kiện Tĩnh Khang này là mối hận to lớn chưa từng thấy đối triều đình và thần dân nhà Tống, và cũng là nỗi nhục lớn nhất đối với một triều đại trong lịch sử Trung Quốc. Sự kiện này cũng chấm dứt 167 năm tồn tại của nhà Bắc Tống. Những hoàng thất may mắn còn lại của Bắc Tống chạy xuống phía Nam lập ra triều Nam Tống. Nhà Bắc Tống diệt vong trong sự kiện Tĩnh Khang năm 1127. Quân Kim bắt được rất nhiều tông nhất triều Tống, bao gồm cả Thượng Hoàng Tống Huy Tông và vua Tống Khâm Tông. Song Khang Vương Triệu Cấu, con trai thứ 9 của Thượng Hoàng Tống Huy Tông, may mắn thoát được kiếp nạn này. Khang Vương Triệu Cấu dẫn tản dư nhà Tống chạy về Bồi Đô tại Quý Đức Phủ, nay là Thương Khâu Hà Nam, lên ngôi vua nhà Tống, hiệu là Tống Cao Tông, mở ra nhà Nam Tống tiếp nối Bắc Tống trong lịch sử. Mặc dù giành được đại thắng tại Biện Kinh, nhưng quân Kim vẫn thường xua quân đánh tiếp các mảnh đất khác của nhà Tống. Vì vậy, Tống Cao Tông không được yên. Sau khi định đô tại Quý Đức được 3 năm thì lại chạy xa hơn về phía Nam, rời đô đến Kiến Khang Phủ vào năm 1131. Tuy vậy, Tống Cao Tông vẫn không yên tâm nên sang năm sau, Tống Cao Tông cho thăng Hàng Châu Thành thành Lâm An Phủ và cho xây dựng, chuẩn bị chuyển đô một lần nữa. Đến năm 1139, triều đình Nam Tống chính thức chuyển về Lâm An Phủ, nay là thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, một vị trí khá sâu về phía nam của Giang Nam nhằm tránh đại quân Kim. Tuy vậy, triều Kim vẫn liên tục xô quân xa hơn về phía Nam để đánh Nam Tống. Tháng 10 năm 1129, hoàng tử nước Kim là Ngột Chuột mang đại quân đánh Giang Nam. Nguyên soái trấn thủ Nam Tống là Đỗ Sung không có khả năng chống cự, khiến các tuyến phòng thủ của Nam Tống lần lượt bị vỡ rồi ra hàng Kim. Ngột Chuột mang quân truy sát Tống Cao Tông. Tống Cao Tông sợ hãi phải bỏ chạy qua nhiều thành, rồi cuối cùng giăng buồm trốn ra biển, lênh đênh suốt 4 tháng ròng. Thế tấn công của quân Kim rất mạnh, song do không bắt được Tống Cao Tông, ở lâu ngày tại phương Nam thủy thổ không hợp, những người trùng nghĩa, quân dân Nam Tống lại thường xuyên tập kích, khiến đại quân Kim hết sức khó khăn,
chủ soái quân Kim Ngột Chuột quyết định triệt binh về Bắc. Tháng 3 năm 1130, 10 vạn đại quân Ngột Chuột rút về tới Trấn Giang. Tướng nhà Tống Hàn Thế Trung mang 8.000 quân ra trận đánh tại chùa Tiêu Sơn, Trấn Giang. Quân Kim bị chặn đứng, dồn ứ lại, không thể qua sông được. Ngột Chuột thương lượng mấy lần với Hàn Thế Trung, xin trả lại của báu cướp ở Giang Nam và ngựa quý để mở đường về nước. Nhưng Hàn Thế Trung không chấp nhận. Quân Kim ở Giang Bắc đến chi viện cho Ngột Chuột qua sông nhưng cũng bị thủy quân của Hàn Thế Trung chặn đánh. Ngột Chuột chạy dọc dòng sông tìm đường khác qua sông nhưng Hàn Thế Trung nhất định bám giết. Hai bên vừa đi vừa đánh, quân Kim đánh phá vây lên bờ Bắc nhưng không nổi, bị quân Tống dồn vào Vũng Hoàng Thiên. Quân Tống chỉ 8.000 mà vây hơn 10 vạn đại quân Kim trong Vũng Hoàng Thiên suốt 40 ngày. Cuối cùng, Ngột Chuột nhận được kế đào gấp một đường kênh nhỏ thông ra sông Trường Giang để rút chạy. Hàn Thế Trung phát hiện, mang thủy quân đuổi đánh, nhưng bị quân Kim phản kích, dùng thuyền nhỏ ra áp sát bắn trái buồm, khiến chiến thuyền lớn của quân Tống không di chuyển nhanh được. Quân Kim lại được tiếp viện từ Giang Bắc cùng dồn xuống, cuối cùng đánh bại quân Tống. Hai bộ tướng của Hàn Thế Trung là Tôn Thế Thuần và Nghiêm Doãn tử trận. Hàn Thế Trung buộc phải lui quân, Ngột Chuột thoát về Giang Bắc. Sau khi thương vong nặng, quân Kim rút về được Giang Bắc cũng không yên khi bị Nhạc Phi truy sát. Ngột Chuột đại bại tại Kiến Khang, lại phải chạy tiếp về phía Bắc. Từ đó quân Kim không dám vượt Trường Giang nữa. Mặc dù các tướng phải chủ chiến của Nam Tống, đứng đầu là Nhạc Phi muốn tiếp tục đánh lên phía Bắc để thu hồi Trung Nguyên. Song Tống Cao Tông thì một lòng chủ hòa. Đến năm 1138, Tống Cao Tông nghị hòa với nhà Kim. Theo đó, nhà Nam Tống chấp nhận mang danh đầu hàng để được yên thân. Đồng thời nhà Kim cũng trả lại một số vùng đất tại Hà Nam và Thiểm Tây cho Tống. Cũng trong khoảng thời gian đó, vào năm 1139, Tống Cao Tông rời đô hẳn về Lâm An, chính thức chấp nhận mất vùng đất phía Bắc. Tuy vậy, sang năm 1140, nhà Kim xé bỏ nghị hòa, nhanh chóng đưa quân tiếp tục Nam Hạ. Song quân dân Nam Tống không còn đường để lui nữa nên một lòng kháng Kim, quân Kim nhiều lần đại bại. Đến tháng 7, tướng Kim Ngột Chuột thấy Nam Hạ khó khăn, liền chuyển đại quân sang tấn công sang Yển Thành, nhưng bị Nhạc Phi đả bại. Quân Kim lại chuyển sang thành Dĩnh Sương, Hứa Sương, song cũng đại bại trước Nhạc Phi. Nhạc Giao Quân thừa thắng phản kích quân Kim, đánh tới tận trấn Chu Tiên, cách kinh đô Biện Kinh xưa chỉ 45 dặm, được nghĩa quân khắp nơi hưởng ứng. Song đúng lúc này, Tống Cao Tông hạ liên tiếp 12 đạo kim bài triệu Nhạc Phi đem quân về, công cuộc bắc phạt Kim giang dở từ đó. Đến tháng 11, Tống Kim một lần nữa nghị hòa. Theo đó, Nam Tống chấp nhận cắt thêm đất và mỗi năm tiến cống 25 vạn lượng bạc, 25 vạn sấp lụa. Và đến đêm trừ tà tháng chạp năm đó, Tống Cao Tông và gian thần Tần Cối dùng tội danh Mạc Thu Hữu ép chết Nhạc Phi cùng con là Nhạc Vân và bộ tướng Trương Hiến. Đây chính là điều kiện quan trọng nhất của quân Kim để nghị hòa. Đổi lại, Kim trao trả thi hài của sinh phụ và sinh mẫu của Tống Cao Tông là Thượng Hoàng Tống Huy Tông đã chết nơi đất Bắc. Trong những năm sau đó, Tống Kim được yên bình một thời gian. Tống Cao Tông tiếp tục trọng dụng Tần Cối, song thế lực Tần Cối ngày càng lớn, nên về cuối đời, Tống Cao Tông bãi miễn hết gia tộc Tần Cối. Tống Cao Tông không có con trai nên ngôi vua để lại cho Triệu Viện, một hoàng thất trong chi Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dẫn. Triệu Viện được lập làm thái tử, đổi tên thành Triệu Thận. Năm 1161, quân Kim lại xâm phạm Nam Tống nhưng không thành công. Sau sự việc này, Tống Cao Tông chán nản, hạ chiếu thoái vị, trở thành Thượng Hoàng. Triệu Thận lên ngôi tức Tống Hiếu Tông. Sau khi túc vị, Tống Hiếu Tông khắc gia Thượng Hoàng Tống Cao Tông. Ông tiến hành cải cách triều chính, hết sức nỗ lực khôi phục, triều Tống tiến vào thời kỳ tương đối phục hưng. Tống Hiếu Tông giải oan cho Nhạc Phi, bắt đầu sử dụng nhân sĩ phái chủ chiến,
một lòng muốn chiếm lĩnh Trung Nguyên. Tháng 4 năm Long Hưng thứ nhất, 1163, Tống Hiếu Tông lệnh xuất binh Bắc Phạt. Bắc Phạt từng thu được thắng lợi, song do tướng lĩnh bất hòa cộng thêm tư tưởng khinh địch, cuối cùng Nam Tống thất bại. Tống Hiếu Tông bất đắc dĩ hòa đàm với Nhạc Kim. Song Tống Hiếu Tông không mất ý chí khôi phục Trung Nguyên, tiếp tục chỉnh đốn quân bị. Tuy nhiên, do nhóm tướng lĩnh chủ chiến bao gồm Ngô Doãn Văn, Tử Trần, sự nghiệp Bắc Phạt lại sang dở. Tống Hiếu Tông vì thế ngày càng xa rời chính sự, cuối cùng quyết định nhượng cho con là Triệu Đôn vào năm 1189, tức là Tống Quang Tông. Tống Quang Tông kế vị không lâu thì mắc bệnh vì thần kinh, hết sức bất kính với Hiếu Tông. Đến tháng 7 năm Thiệu Hy thứ 5, 1194, Tống Hiếu Tông từ trần, Tống Quang Tông nắm toàn quyền trong tay. Tống Quang Tông có tính hay nghi kỵ, hết sức không tín nhiệm đại thần dưới triều Hiếu Tông. Do vậy, 2 năm sau khi kế vị ngày càng điên loạn. Sau khi Hiếu Tông từ trần, Tống Quang Tông không phục táng. Trong thành Lâm An hết sức hỗn loạn, cục thế bất ổn. Các thành viên hoàng thất mưu tính lập vua mới. Cuối cùng, Thái Hoàng Thái Hậu hạ chiếu, Tống Quang Tông tôn lên làm thượng hoàng. Con trai Quang Tông là Triệu Khoách lên kế vị, tức là Tống Ninh Tông. Sách sử sau này viết rằng Tống Ninh Tông bất tuệ, trí lực thấp kém, triều đình của Tống Ninh Tông lại rơi vào cảnh rối loạn, gian thần nổi lên lũng loạn triều cương, từ Hàn Thác Trụ đến Sử Di Viễn thay nhau khống chế Ninh Tông. Tống Ninh Tông có 8 hoàng tử, song không ai còn sống đến tuổi trưởng thành. Do vậy, Tống Ninh Tông lập Triệu Hoành, con của em họ Nghi Vương. Tuy nhiên, Triệu Hoành bất mãn với gian thần Sử Di Viễn nên bị Sử Di Viễn phế ngôi thái tử. Sử Di Viễn đưa Triệu Quân, một thành viên họ Xa trong hoàng tộc lên ngôi để dễ bề khống chế. Năm Gia Định thứ nhất, 1224, Tống Ninh Tông qua đời, Triệu Quân lên ngôi, tức Tống Lý Tông. Ban đầu, Tống Lý Tông phải núp dưới bóng gian thần Sử Di Viễn. Mãi đến khi Sử Di Viễn chết, Tống Lý Tông mới nắm được chính sự. Ông thực hiện một loạt cải cách, bãi tỏ toàn bộ dư đảng của Sử Di Viễn, triều chính Nam Tống có sự biến đổi. Đương thời Tống Lý Tông, tại Biên Thủy quân Kim không còn quấy phá nữa, bởi lẽ nhà Kim đang bị quân Mông Cổ của Thành Cát Từ Hãn đánh phá. Trong triều đình Nam Tống lại nổi lên hai phe, liên minh với Kim để kháng Mông Cổ và liên minh với Mông để diệt Kim, chỉnh sử nổ ra gay gắt. Tuy vậy, đa số triều thần Nam Tống đều ủng hộ liên Mông diệt Kim vì mối thù sâu đậm với nhà Kim. Nhà Tống vì thế chọn đường liên Mông. Sứ giả Mông Cổ đàm phán với Nam Tống, hứa sẽ để các vùng đất xưa trở lại nhà Tống. Đổi lại, nhà Tống phải tự đem quân đi lấy, đưa binh giáp công quân Kim từ phía Nam. Song tất cả đều là thương lượng bằng miệng, không có văn bản. Nên sau này người Mông Cổ vốn đã có ý định sau diệt Kim sẽ diệt Tống, càng được đắc ý. Trong khi đó, Kim Ai Tông biết được tin Tống Mông liên minh thì vội đưa sứ sang Tống để cầu liên minh. Song bị Tống Lý Tông cự tuyệt. Tống Lý Tông bổ nhiệm Sử Tung Chi chủ quản chiến dịch diệt Kim. Từ năm Thiệu Định thứ 6, 1233, quân Tống bắt đầu Bắc Phạt. Sang năm 1234, thủ phủ cuối cùng của nhà Kim là Thái Châu bị hạ, nhà Kim diệt vong. Quân Tống lấy được di cốt của Kim Ai Tông mang về trình Tống Lý Tông. Tống Lý Tông đem di cốt lên tế lại Thái Miếu rồi mang vào giam tại Đại Lý Tự để rửa nhục mối hận Tĩnh Khang. Sau khi nhà Kim diệt vong, quân Mông Cổ rút về Mạc Bắc, Hà Nam trống không. Quân Tống thừa thế chiếm lại vùng Tam Kinh xưa gồm Biện Kinh, Lạc Dương, Quỳ Đức, quang phục Trung Nguyên. Ban đầu, quân Tống chiếm lại được Biện Kinh, sau đó tiến đến Lạc Dương nhưng do lương vận đến chậm, lỡ mất thời cơ, quân Tống lại bị quân Mông Cổ phản kích bất ngờ. Toàn quân Nam Tống đại bại. Sang năm sau, năm 1235, quân Mông Cổ bắt đầu tấn công Nam Tống trên toàn biên thủy. Quân Mông chia làm 3 lộ xâm nhập xuyên thiểm tứ lộ, Kinh Hồ Bắc lộ và Hoài Nam Tây lộ,
thế trận rất mạnh, song đều bị quân dân Nam Tống đánh lui. Không can tâm, sang năm sau và năm sau tiếp, quân Mông tiếp tục chia quân đánh Nam Tống, nhưng đều không vượt được Trường Giang. Quân Mông buộc phải tính kế đi đường vòng, đánh chiếm Đại Lý và Đại Việt vào năm 1253. Trong đó, Đại Lý thất thủ, nhưng Đại Việt lại đứng vững, kế hoạch quân Mông phá sản. Thêm vào đó, Đại Hãn Mông Cổ là Mông Kha trong chiến dịch đánh Điếu Ngư bị trúng tên quân Tống, chết năm 1259. Nội bộ Mông Cổ nổi lên mâu thuẫn. Em trai Mông Kha là Hốt Tất Liệt đang giao chiến với quân Tống tại Ngạc Châu khi biết tin Mông Kha tử vong và em là A Lý Bất Ca chuẩn bị xưng hãn tại Cát Lạp Hoàn Lâm đã quyết định triệt thoái quân Mông về Mông Cổ để tranh ngôi Đại Hãn. Vì vậy, Hốt Tất Liệt đã đề nghị nghị hòa với nhà Tống. Tống Mông đình chiến từ đó. Cũng trong khoảng thời gian này, năm 1260, Tống Lý Tông qua đời. Tống Lý Tông có hai người con nhưng bị chết nên ngôi vua chuyển lại cho con của em trai Triệu Dữ Nhuế là Triệu Kỳ. Triệu Kỳ lên ngôi tức Tống Độ Tông. Sau khi Tống Lý Tông qua đời, Tống Độ Tông lên ngôi, quyền thần Giả Tự Đạo nắm được quốc sự trong tay. Tể tướng Giả Tự Đạo là người thích đấu dế nên đương thời dân gian gọi là Tể tướng Dế. Giả Tự Đạo ra lệnh cấm chỉ báo tin chiến sự cho Tống Độ Tông, nên sau tại Biên Thủy, sau 3 năm, quân Mông vây thành Tương Dương và phản thành, Tống Độ Tông mới biết được. Năm 1271, Hốt Tất Liệt rời đô đế chế từ Cát Lạp Hoàn Lâm, Mông Cổ đến Đại Đô Bắc Kinh, mở ra triều đại Nguyên xưng làm Hoàng đế Trung Hoa, tăng phần chính danh đánh Nam Tống. Đến năm 1273, quân Nguyên công hạ được phản thành. Tướng trấn thủ Tương Dương là Lã Văn Hoán sau 6 năm cố thủ cùng phản thành, chứng kiến cảnh phản thành thất thủ lại không hề có viện binh từ triều đình, cuối cùng đã mở thành đầu hàng quân Nguyên. Quân Nguyên thừa thắng tràn vào Nam Tống. Sang năm 1274, Tống Độ Tông qua đời ở tuổi 35, để lại ngôi vua cho con trai Triệu Hiển 4 tuổi, tức Tống Cung Đế. Triều Tống lúc này đã coi như diệt vong khi lúc này quân Nguyên đang thẳng tiến Lâm An. Các phòng tuyến tại sông Trường Giang rồi An Khánh, Chỉ Châu tan vỡ. Tể tướng Dế Giả Tự Đạo dẫn quân Nam Tống phản công nhưng bất thành. Giả Tự Đạo bị cách chức, sau đó bị những người căm thù mưu sát. Lâm An tan vỡ vào đầu năm 1276. Tuy nhiên, Hoàng tộc nhà Tống vẫn quyết kháng Nguyên. Anh của Tống Cung Đế là Triệu Thị và em là Triệu Bính được một số đại thần hộ giá thoát được khỏi Lâm An, chạy về phía Nam. Triệu Thị lên ngôi lại Phúc Châu tức Tống Đoan Tông, tiểu triều đình Tống thoi thóp từng ngày. Đến tháng 11 cùng năm, quân Nguyên đánh tới Phúc Châu, tiểu triều đình phải chạy thuyền xa hơn về phía Nam. Đến năm 1278, tiểu triều đình chạy đến Lôi Châu, Tống Đoan Tông Triệu Thị qua đời, em Triệu Bính lên ngôi. Quân Nguyên đánh tới Lôi Châu, tiểu triều đình lại chạy về Nhai Sơn thì không còn đường lui. Tại đây xảy ra cuộc thủy chiến Nhai Sơn, kết quả toàn quân Tống đại bại. Thừa tướng Lục Tú Phu cõng vua Triệu Bính nhảy xuống biển Tuẫn Tiết. Hơn 800 thành viên hoàng tộc nhà Tống cũng nhảy theo để khỏi phải chịu cái nhục Tĩnh Khang năm xưa. Nhà Tống chấm dứt từ đây.